Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu hỗ trợ giảm lãi suất cho vay theo Nghị định 36 tại Ngân hàng Chính sách Xã hội, tránh lợi dụng trục lợi chính sách. Quảng Ngãi hiện có 410 tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Lực lượng chức năng đang tập trung kiểm soát và quản lý hoạt động của số phương tiện này. Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin trưa ngày 18 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách Xã hội theo Nghị định số 36 của Chính phủ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cấp tỉnh, huyện kịp thời tuyên truyền phổ biến trong nhân dân, nhất là các đối tượng thụ hưởng các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh biết và nắm rõ chính sách giảm lãi suất cho vay theo Nghị định số 36. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức chính trị xã hội các huyện, thị xã, thành phố nhận ủy thác chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các tổ chức chính trị xã hội cấp xã nhận ủy thác tổ tiết kiệm và vay vốn tổ chức bình xét xác nhận đối tượng vay vốn đúng quy định của từng chương trình tín dụng, giám sát việc sử dụng vốn vay của đối tượng thụ hưởng, đảm bảo việc sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả, tránh lợi dụng trục lợi chính sách. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, chỉ đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội, nơi cho vay và các đơn vị trực thuộc, chủ động phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, nhận ủy thác các cấp, tuyên truyền, phổ biến, giám sát, việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất, theo Nghị định số 36 của Chính phủ đến người vay, theo đúng quy định. Đến giữa tháng 6 năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi còn hơn 400 tàu cá có chiều dài trên 15 mét chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Do đó, cơ quan chức năng đang triển khai nhiều biện pháp quản lý, kiểm soát việc lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát hành trình hoạt động nhằm thực thi nghiêm minh quy định của pháp luật trong lĩnh vực thủy sản. Theo đồn biên phòng Sa Huỳnh, hiện thị xã Đức Phổ còn 60 trên 1.046 tàu cá dài trên 15 mét chưa lắp đặt giám sát hành trình. Để đảm bảo quy định của pháp luật, đơn vị đã tăng cường lực lượng kiểm soát không cho xuất bến, xử phạt nghiêm những chủ tàu né tránh sự kiểm tra kiểm soát và các tàu đã lắp đặt thiết bị nhưng không duy trì hoạt động. Thì phát hiện những cái tàu cá mà không duy trì thiết bị giám sát hành trình thì đơn vị để tiến hành lập biên bản điều tra xác minh xử lý theo quy định pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm thì đơn vị đã chỉ đạo xử lý là 58 cái trường hợp, đó là gần 300 triệu đồng. Cũng nâng cao cái nhận thức cho ngư dân. Quảng Ngãi cũng hiện có 410 tàu cá thuộc diện neo bờ và khai thác hải sản ở ngư trường ngoài tỉnh nhiều năm không về địa phương, chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đang triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm quản lý hoạt động của số phương tiện này. Không có giám sát hành trình thì làm sao xuất số được? Không thể xuất số được. Nên là tàu không có khả năng để gắn máy xuất hành trình, rồi không đủ chi trả quả tiền dầu được, nên là phải ngừng hoạt động. Đối với 72 tàu cá mà nằm bờ, thì yêu cầu chủ phương tiện, thuyền trưởng viết cam kết là không hoạt động. 219 tàu cá hoạt động ngoài tỉnh thì tiến hành xác minh, thống kê và có văn bản thông báo cho Bộ đội Biên phòng các tỉnh có tàu cá hoạt động để có phối hợp xử lý. 119 tàu cá hoạt động trong vùng biển tỉnh nước ngoài thì kiên quyết không cho xuất bến. Nếu như không đảm bảo các loại giấy tờ liên quan đến người, phương tiện và những trường hợp vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết hợp với các biện pháp hành chính để việc lắp đặt giám sát hành trình của ngư dân địa phương hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 tới. Quảng Ngãi đang vào giai đoạn cao điểm nắng nóng, nhiệt độ trong ngày có lúc hơn 36 độ. Chính quyền các địa phương có rừng đang tập trung chỉ đạo tuyên truyền phòng chống cháy rừng. Nắng nóng kéo dài trên huyện miền núi Minh Long, nhiều cánh rừng trồng gỗ keo, cây chết lác đác. Và dưới tán rừng, lớp thực bì khô giòn. Chỉ một sự bất cẩn trong việc sử dụng lửa khi đi rừng hay khi đốt dọn thực bì là có thể xảy ra đám cháy. Chính vì thế, việc chỉ đạo triển khai công tác phòng chống cháy rừng được huyện quan tâm hơn. Trong 6 tháng đầu năm 2022, thì trên địa bàn huyện không xảy ra một vụ cháy rừng nào. Thì để thực hiện tốt cái điều đó, thì Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các cơ quan thường trực thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tuyên truyền pháp luật về phòng cháy chữa cháy rừng. Ngành kiểm lâm Minh Long đang tăng cường hơn công tác tuần tra phối hợp với các địa phương tuyên truyền công tác phòng chống cháy rừng. Lệ thường đến tháng 6 trên các huyện miền núi trời có mưa dông nên sau khi thu hoạch rừng, đồng bào trồng rừng trở lại,
việc đốt dọn thực bì được người dân thực hiện khá nghiêm túc. Phát thực bì dọn lại để trồng lại để tới cánh chiều xế rồi mới đốt, sợ lây lan cháy rừng. Lực lượng kiểm lâm khá mỏng nên ngoài việc tăng cường tuần tra, huyện Minh Long tăng cường tuyên truyền, nâng cao vai trò của chính quyền cấp cơ sở, chủ rừng và trách nhiệm của người dân trong phòng chống cháy rừng. Với tư cách lực lượng thôn, nhất là qua các buổi họp giang tuyên truyền bà con, nhất là dọn thực bì, khoảng cách là xa với rừng phòng hộ cũng như là kêu người dân khác. Thứ hai nữa, khi đốt rừng là phải báo cáo cho thôn, là thôn có đội dân phòng, đội phòng cháy chữa cháy. Trong thôn có 15 người đội dân phòng và phối hợp với tổ bảo vệ rừng để khi có sự cháy sẽ vận động các đội này để cùng giúp người dân. Nắng nóng còn kéo dài nên chính quyền các huyện, thị xã và thành phố Quảng Ngãi cần tăng cường hơn công tác phòng chống cháy rừng. Samsung Group đã chính thức khai trương cửa hàng Sâm Ngọc Linh tại tỉnh Quảng Ngãi. Các dòng sản phẩm Sâm Ngọc Linh có mặt ở cửa hàng Cỏ Nấm Natural tại địa chỉ 313 Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi. Cỏ Nấm Natural là cửa hàng đầu tiên phân phối và trưng bày các sản phẩm Sâm Ngọc Linh của Samsung Group ở Quảng Ngãi. Samsung Group là đơn vị tiên phong nghiên cứu phát triển các sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh ở tỉnh Quảng Nam. Đầu tư nhà máy hiện đại, nghiên cứu phát triển các sản phẩm tốt cho sức khỏe từ Sâm Ngọc Linh. Các dòng sản phẩm đều được thực nghiệm và đánh giá dược lý tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trước khi đưa ra thị trường. Sâm Ngọc Linh là có rất là nhiều tác dụng của đối với sức khỏe con người, và trong tất cả những cái sản phẩm của công ty Samsung thì đều có thành phần là Sâm Ngọc Linh, và tất cả sản phẩm của công ty Samsung trước khi ra mắt trên thị trường là đều được thử tác nghiệm, thử tác dụng dược lý tiền lâm sàng, đạt kết quả hiệu quả tại những cái trung tâm uy tín trước khi mà công ty cho sản xuất và ra mắt trên thị trường. Hơn nữa là vùng trồng những cái sản nguyên liệu mà công ty Samsung sử dụng trong những cái sản phẩm đều là từ vùng núi Trà Linh, huyện Nam Trà My. Đây là vùng sâm gốc của sâm Ngọc Linh. Tất cả các sâm mà sử dụng đều đạt từ 6 năm tuổi trở lên để đảm bảo được cái chất lượng của sâm Ngọc Linh trong sản phẩm. Sâm Ngọc Linh được phát hiện lần đầu vào năm 1973 tại ngọn núi Ngọc Linh ở hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum. Quảng Nam được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh cho sản phẩm sâm cũ vào năm 2016 và được chính phủ công nhận là sản phẩm quốc gia. Samsung Group được tỉnh Quảng Nam phê duyệt phát triển sâm Ngọc Linh tự nhiên tại thủ phủ sâm Ngọc Linh ở thôn 2, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My. Đầu tư xây dựng nhà máy diện tích 5 ha với tổng đầu tư hơn 200 tỷ đồng để nhân giống cấy mô cây sâm Ngọc Linh và chế biến các sản phẩm từ củ sâm. Hệ thống phân phối của Samsung Group có mặt ở các thành phố lớn trên cả nước. Cỏ Nấm Natural là đơn vị phân phối thứ 15 nằm trong chiến lược phát triển của Samsung Group. Đây là cái shop đầu tiên của Samsung tại cái thị trường Quảng Ngãi. Mong rằng cái thời gian tới sẽ đón nhận được cái sự ủng hộ của bà con và nhân dân Quảng Ngãi. Samsung cam kết cái sản phẩm của mình là chất lượng, có giá cả phù hợp. Sau này mong rằng là bà con sẽ đi tiếp và ủng hộ, và đây là bước đầu tiên để phát triển cái thị trường ở Tung, miền Trung và Tây Nguyên, cho cái hệ phát triển cái thương hiệu Sâm Ngọc Linh của tỉnh Quảng Nam nói chung và của Samsung nói riêng. Cửa hàng Cỏ Nấm Natural ở thành phố Quảng Ngãi có đầy đủ 11 sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh của Samsung Group và các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe khác, tạo cơ hội để người tiêu dùng Quảng Ngãi tiếp cận với sản phẩm từ sâm Ngọc Linh và nâng tầm vị thế sâm Ngọc Linh Việt Nam trên thị trường. Sau 2 năm chịu sự tác động của đại dịch COVID-19, ngành du lịch Quảng Ngãi đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Trong 5 tháng đầu năm, tổng lượt khách du lịch đến Quảng Ngãi đạt 244.000 lượt người, doanh thu du lịch đạt 164 tỷ đồng, dịch bệnh được kiểm soát tốt, hoạt động du lịch khởi sắc, số lượng du khách trong và ngoài nước tăng mạnh. Đặc biệt, đảo Lý Sơn tiếp tục là điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế. Với hàng nghìn lượt khách đến tham quan mỗi ngày, hoạt động du lịch khởi sắc đã kéo theo các dịch vụ nhà hàng, ăn uống phát triển. Lý Sơn hiện có 130 cơ sở lưu trú với 1.000 phòng, đáp ứng nhu cầu của du khách. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch đang tập trung hỗ trợ doanh nghiệp du lịch khảo sát thị trường, kết nối các tour tuyến du lịch với thị trường ngoài tỉnh.
ưu tiên đầu tư phát triển khai thác các sản phẩm du lịch có tính bền vững gắn với tự nhiên, yếu tố phục hồi sức khỏe để phù hợp với nhu cầu của du khách, đảm bảo an toàn và tạo được sức bật cho du lịch Quảng Ngãi. Xin kết thúc bản tin trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.